Diễm Phạm báo tin vui từ đứa con tinh thần của Phi Nhung, Đức Hiếu xúc động nói với điều này với Trang Khàn. Như thường lệ, quán chay của Phi Nhung vẫn luôn nhận được sự yêu mến của quý khán thính giả, không chỉ về cung cách phục vụ chu đáo mà còn nhờ việc thay đổi menu đa dạng thường xuyên, khiến khách hàng mỗi khi đến quán đều được cảm thấy mới lạ. Và ngày hôm nay, Diễm Phạm và Đức Hiếu trân trọng giới thiệu những món mới chắc hẳn sẽ không phụ lòng những thực khách khi đến quán sau này. Menu gồm có 8 món và đồng giá là 95.000 đồng, chắc chắn sẽ có những món mà quý vị khán giả tâm đắc. Đầu tiên là món bạch tảo liên cô, là món gỏi nấm đùi gà xé phay. Thứ hai là món Đông Hải Giang Châu, với cái tên này thì bao gồm những món ăn là cà ri nấu thập cẩm. Món thứ ba là thanh sao ngũ vị. Món thanh sao ngũ vị này thì gồm có cải thìa sốt nấm đông cô tươi, rất ngon và ngọt, thơm mùi nấm. Món thứ tư, lắng nghe để hiểu, đúng như cái tên của món ăn thì đây là món nấm mèo xào chua cay, mang một hương vị rất lạ, và nấm mèo ăn giòn bùi đưa đến cho quý khán thính giả những khoảnh khắc để lắng nghe để hiểu về món ăn nhiều hơn. Món thứ năm là hồ lô thạch trụ. Hồ lô thạch trụ, một cái tên nghe rất mỹ miều, và nó là một của món ăn bí nụ xào cay. Bí nụ là món bí non. Món tiếp theo là sườn xào lá mốc mật. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi quý vị ơi, và nó chính là món sườn sốt lá mốc mật. Với loại lá mốc mật là một loại lá đặc trưng của miền Bắc, với hương thơm và sốt với một loại sốt đặc biệt của quán, khiến cho món sườn chay trở nên đặc biệt và nịnh miệng hơn. Ngoài ra còn có món cung đình nguyệt quế, một món ăn dành riêng cho bộ phận cung đình vào thời xưa, và thời nay thì đã được bút đặt chay của Phi Nhung biến tấu thành món ăn cung đình nguyệt quế. Đó chính là món mì sợi, salad sốt kiểu Trung Hoa, một món ăn nghe rất đặc trưng của một miền Trung Hoa, với những sự kết hợp của mì sợi và salad khiến món ăn trở nên tinh tế và đặc trưng hơn. Món cuối cùng là tứ xuyên sốt đậu, là đậu sốt tứ xuyên với loại đậu mềm non tan trong miệng cùng với sốt tứ xuyên phù hợp với lại khẩu vị của người Việt Nam, nhất là với người miền Nam, thì chắc chắn sẽ khiến chúng ta có một những trải nghiệm ẩm thực chay vô cùng thú vị tại quán. Với giá chỉ 95.000 đồng, những ai đến đây đã ăn những món mới rồi hãy phát biểu cảm nghĩ, còn những ai chưa ăn hãy nhanh chân đến quán để có thể thưởng thức những món ăn đặc biệt này. Quán chay của Phi Nhung sau khi Phi Nhung mất là một nơi dường như để tất cả chúng ta, những ai hâm mộ và yêu quý gia đình Phi Nhung, được đến đây để tri ân, để tưởng nhớ chị Phi Nhung, để nói những kể những câu chuyện vô cùng tuyệt vời, để ngắm nhìn những nơi mà Phi Nhung đã từng gắn bó trong suốt khoảng thời gian mà chị vẫn còn sống trên thế gian này. Và mới đây, Đức Hiếu cũng đã gặp gỡ lại cô Trang Trần, người đã dũng cảm đứng về phía gia đình Phi Nhung ngay tại thời điểm gia đình gần như bị cả xã hội quay lưng. Và đúng tại thời gian này thì Đức Hiếu đã gặp lại Trang Trần để cảm ơn những gì Trang Trần đã giúp cho gia đình Phi Nhung trong suốt thời gian qua. Nhớ lại thời điểm đó, chắc hẳn Đức Hiếu vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất mẹ và bị gà cùng một nhà đái trọi, gây bao tổn thương về tinh thần, khiến cả đời này chắc chắn đàn gà con của chị Phi Nhung cũng không thể quên được. Và chính cô Trang Trần đã từ bỏ cả danh tiếng của mình để lên tiếng bảo vệ gia đình nhỏ của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mặc dù có nhiều người bị chỉ trích, Trang Trần trước đây vẫn được biết là một nghệ sĩ có hoạt động rất sôi nổi trong nghệ thuật, và Trang Trần cũng không ngại động chạm để đứng lên bảo vệ danh tiếng của tất cả mọi người. Và sau vụ việc này thì mọi người lại càng thêm tin tưởng và trân trọng những gì mà Trang Trần làm cho gia đình của Phi Nhung hơn. Và thật trân trọng những người bạn vô cùng này. Và sau vụ này thì tất cả mọi người dường như đã lắng xuống, nhưng Trang Trần và gia đình của Phi Nhung, nhất là Đức Hiếu và Diễm Phạm, mọi người tình cảm lại trở lên khăng khít hơn nữa. Và mới đây, Đức Hiếu cũng gặp lại gỡ cô Trang Trần, người đã dũng cảm đứng về phía gia đình để có những cuộc nói chuyện thân mật, cũng như là gặp gỡ những người bạn sau rũ đầu của Phi Nhung xong suốt một năm qua. Trang Trần trong suốt một năm qua tới những ngày lễ của Phi Nhung thì đều xuất hiện một cách âm thầm, giúp đỡ gia đình Phi Nhung không ít thì nhiều. Ngay cả rũ đầu của Phi Nhung tại chùa Pháp Lạc thì Trang Trần cũng đều có mặt để thắp cho Phi Nhung một nén hương, cũng như là có giúp đỡ mọi người ở đó khi gặp khó khăn trong lúc tang gia bối rối. Bức ảnh Đức Hiếu chụp vùng cùng với cô Trang Trần khiến tất cả quý khán thính giả đều xúc động vì trân trọng tình bạn thô nhưng thật này, và điều này đã để lại cho nhiều quý khán thính giả những giọt nước mắt cũng như là những lời bình luận vô cùng ấm áp. Cô Trang như người mẹ của các con vậy, dám đứng ra đòi lấy công bằng cho mẹ con, thế là trời cao có mắt, như Bao Quỳnh nói, mình cấy ngay không sợ chết đứng, chúc các con mạnh khỏe, học giỏi và ngoan ngoãn, mẹ Nhung rất tự hào và hãnh diện vì có các con. Có một cô khác thì cũng có để lại rằng
Người người thẳng tính thường bị ta ghét, nhưng đối với những người đó, họ chỉ cần không thẹn với lòng là đủ. Và đúng thật là như vậy. Tất cả mọi người trước đây, kể Trang Trần và gia đình Phi Nhung, đều bị mọi người hiểu nhầm. Và sau đó khi mọi chuyện sáng tỏ đã được đưa ra ánh sáng, thì tất cả mọi người lại bắt hiểu hơn. Yêu cô Trang quá đã đến để sưởi ấm tâm hồn của những đứa con đất mẹ đang thèm khát những tấm lòng yêu thương và che chở. Nghe những câu này mà thấy thương. Thích cô Trang của Hiếu, thô thẳng thật nhưng tâm trong sáng và hài. Cô Trang tuy nóng tính nhưng rất tốt đó. Đức Hiếu có hệ trân trọng tình nghĩa với mẹ Phi Nhung nên Hiếu phải luôn kính trọng cô nha con. Cùng nhìn vào chúng ta, trên đây là những lời động viên cụ của tất cả quý khán thính giả dành cho cô Trang Trần và Đức Hiếu sau buổi gặp mặt này, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy trân trọng tình cảm của Trang Trần đối với mẹ Phi Nhung cũng như là Trang Trần đối với gia đình của Phi Nhung hiện tại. Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy ấm lòng hơn. Và hãy nhìn lại những hình ảnh của Đức Hiếu và các em tại quán chay giúp đỡ ba Diễm Phạm những ngày cuối tuần không phải đi học. Anh Hiếu nhớ mua thuốc cho chị uống nha. Rồi uống thuốc rồi. Chào các con, chào cô. Thao Trang nè. Uống thuốc rồi vô. Thì cô chào các con cả. Nhé. Anh em ngoan quá. Xin chào ông cô đậu đào. Anh hay uống mà. Tí cô mua bánh kẹo gửi cho các con. Dạ. Cảm ơn cô. Chị Như đâu rồi? Dạ cô ơi, chị Như đi về nhà trước rồi cô. Cho em chụp tấm hình nha anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi, cho em chụp tấm hình cho anh Hiếu ơi kìa. Vô chụp tấm hình nè. Anh Hiếu ơi, chụp tấm hình Hiếu à. Rồi, rồi mọi người chụp. Tôi con dễ thương quá nè. Ai chụp hình nữa? Ông Chí. Rồi xong chụp hình. Ông Hiền y như anh Hiếu vậy. Ủa anh con vậy? Chị Năm Thiên Thạo. Hết nữa. Hết nữa rồi, chơi đi ngủ. Chơi. Cái gì nữa? Chơi vô lên. Đánh đi ôm mẹ đi chị. Xin chào. Đang bấm máy tính. Các con ngoan. Các con ngoan lắm. Chị nữ rồi. Yêu chị quá. Và em đẹp. Dìm em đẹp xíu. Dìm đẹp đây miễn đẹp xíu. Dìm Dìm ơi. Dạ được. Hiếu ơi, hạnh phúc lắm. Chào mấy cô chị. Là cho đây. Em ơi này, xin nội đẹp nhé kìa. Xin nội nhìn xin đẹp nhưng mà đẹp cũng được trai. Thương lắm luôn các con ạ. Chơi sao anh quả được cái bánh trời. Anh thật đi xin cái này cái bản đồ đi. Thương lắm luôn các con. Thương mẹ Nhung nhiều. Ba anh em ngoan. Mẹ phép lắm. Yêu ba anh em. Ba anh em đại hình mẹ. Em làm video cho nè. Mấy giờ quán đóng cửa vậy Hiếu? 3 triệu người đang chờ. Có cô hỏi đâu? Quán mấy giờ đóng cửa vậy anh Hiếu? Hello gái mà, hello. 3 triệu người đang chờ. 9 giờ đóng cửa nha cô. Cảm ơn cô. Các em về nghỉ ngơi đi nè. Thương Chí. Đây là thứ bảy. Dạ, thứ bảy Hiếu quá. Hello lần ba. Ủa? Hello mấy lần rồi ba? Nào thì ông kêu đứa cứ nhắc lên. Con
con nói anh hiểu. Phương, anh ơi, chị về đây. Dạ ai kìa? Dạ cô. Cứ đi yêu. Chị Khánh kìa. Chị Nhi với rồi. Chị Nhi. Chị đọc hay chị không biết. Đi học có học thơ không? Đó, học thơ đâu. Đi học không đọc thơ. Có hát không? Có không? Nhưng mà đi học thì biết hát chứ. Hello anh à, Hiếu. Rồi, Nhi. Ủa, Nhi à, không biết. Xin chào mọi người. Hello ngoại nha. Bà Bảy ơi, chị Phương Huy chào bà ngoại kìa. Xin chào mọi người. Các con, mẹ Nhung dễ thương quá. Con cảm ơn con. Bỏ đi à. Kìa. Chỉ hôm nay chém sống rồi. Nha, sao? Người ta nói chiếm cái này luôn. Rồi có. Dạ, anh Hiếu kêu anh đọc mà. Thế, ba kìa.